Chào mừng quý vị đến với chương trình Tiêu điểm 365 trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Chương trình hôm nay sẽ có các nội dung đáng chú ý sau đây. Quy định hàng hóa dịch vụ thực hiện độc quyền nhà nước. Đà Nẵng phát hiện thêm 2 công trình xả nước thải ra môi trường. Đắk Lắk bắt đối tượng hiếp dâm cháu bé 13 tuổi. Những hệ lụy đáng buồn từ việc lạm dụng rượu bia. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 94 quy định 20 loại hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại. Và nội dung chính của quy định này sẽ mở đầu cho chương trình ngày hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Theo đó, 20 hàng hóa dịch vụ thực hiện độc quyền nhà nước như hàng hóa dịch vụ phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh, sản xuất, mua bán, xuất nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, vận chuyển quá cảnh vật liệu nổ công nghiệp, sản xuất vàng miếng, xuất nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng, phát hành sổ số kiến thiết. Nghị định nêu rõ chỉ thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại đối với các hàng hóa dịch vụ thiết yếu mà nhà nước cần phải độc quyền liên quan đến quốc phòng, an ninh, đảm bảo lợi ích quốc gia hoặc các thành phần kinh tế khác không có nhu cầu và khả năng tham gia. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 10 năm 2017. Tiếp theo là các thông tin về y tế và sức khỏe. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh hiện đang đối mặt với tình trạng thừa cân, béo phì ở trẻ em, người lớn tuổi và đặc biệt là phụ nữ đang mang thai. Vì vậy, thành phố đã đề ra mục tiêu đến năm 2020 sẽ giải quyết tình trạng thừa cân béo phì và các bệnh mãn tính không lây. Cụ thể như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi nội dung sau đây. Cụ thể là thành phố Hồ Chí Minh sẽ khống chế và duy trì tỷ lệ thừa cân béo phì ở trẻ em dưới 5 tuổi ở mức dưới 12%, khống chế tỷ lệ học sinh béo phì dưới 25%, kiểm soát tình trạng thừa cân béo phì ở người trưởng thành dưới 35%, khống chế tỷ lệ đái tháo đường ở người trưởng thành dưới 12%, duy trì tỷ lệ suy dinh dưỡng nhẹ cân, thấp còi trẻ dưới 5 tuổi là dưới 5% và dưới 7%, giảm tỷ lệ thiếu máu ở phụ nữ có thai xuống dưới 15% và phấn đấu tỷ lệ hộ dân dùng muối gia vị có bổ sung iốt đủ tiêu chuẩn phòng bệnh đạt hơn 90%. Tổng nhu cầu kinh phí của chương trình chiến lược quốc gia về dinh dưỡng tại thành phố giai đoạn từ năm 2017 tới năm 2020 là 32 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách trung ương là 6,4 tỷ đồng và ngân sách thành phố là 13,6 tỷ đồng. Hiện nay tại thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ thừa cân béo phì ở trẻ em tuổi học đường là 41,4%, trong đó có 19% là béo phì. Ở phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ là 38,5%. Tỷ lệ đái tháo đường ở người trưởng thành từ 30 tới 69 tuổi là 11,4%, so với toàn quốc chỉ 5,7%. Thưa quý vị, ngại khám bệnh ở cơ quan sinh dục, đó là lý do khiến nhiều nam giới ngày nay trì hoãn việc đến bệnh viện kiểm tra. Đến khi phát hiện những dấu hiệu bất thường ở cơ quan sinh dục, thì nhiều người bị ung thư tinh hoàn đã di căn sang các bộ phận khác, khó có thể điều trị được. Thời gian gần đây, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thường xuyên tiếp nhận các trường hợp ung thư tinh hoàn giai đoạn trễ mà chỉ được phát hiện tình cờ khi người bệnh đi khám sức khỏe tổng quát. Dạ, ung thư tinh hoàn nó cũng giống như rất là nhiều loại ung thư khác. Trong giai đoạn đầu thì nó không có triệu chứng gì cả. Do vậy, phần lớn bệnh nhân khi mà người ta đến khám mà nếu mà có triệu chứng rồi á, thì nhiều khi nó trễ rồi. Theo các chuyên gia, những thanh niên từ 15 đến 35 tuổi có nguy cơ ung thư tinh hoàn, nhiều nhất lại là những người còn quá trẻ, nên rất ngại khi đi khám vùng nhạy cảm này. Đây là nhóm đối tượng rất cần chú ý bất thường ở vùng tinh hoàn. Do vậy, người dân nên khám định kỳ từ 1 đến 2 năm một lần để phát hiện bệnh sớm. Các bạn nam trẻ tuổi nên tự khám cơ quan sinh dục của mình, và nếu thấy bất thường nên đi khám và không nên ngần ngại trao đổi với bác sĩ về vấn đề này. Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, miền quê luôn được xem như là bảo tàng rộng lớn về cuộc sống nông thôn, và đưa trẻ em về làng quê là cách để trẻ em tìm được những kỹ năng sống hữu ích. Chúng tôi đã có những ghi nhận trong một chuyến đưa các em học sinh trong hành trình về với làng rau ven sông Ba, tỉnh Phú Yên. Vườn rau này của một nông dân trong làng Ngọc Lãng, ven sông Ba, tỉnh Phú Yên. Nhưng hôm nay vườn rau này là của các em học sinh và các em là nông dân. Đây là lần đầu tiên một công ty lữ hành ở Phú Yên mở tour du lịch dành riêng cho trẻ em, với mục đích giúp các em vừa vui chơi, vừa trang bị kỹ năng sống. Không máy tính, không điện thoại thông minh, chỉ có các luống rau, nhưng chỉ bấy nhiêu cũng đã đủ cuốn hút các em học sinh ở thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Lúc đầu là cũng thấy hơi khó, nhưng mà sau đó thì con làm việc cũng khá hăng hái, xong rồi con thấy rất là dễ. Và con học được cái tính của người nông dân, người ta thiệt thà, người ta chân chất, người ta làm rất là giỏi. Và con sẽ cố chịu khó hơn để tính mình tốt hơn.
Những thu nhận trong chuyến đi này đã giúp các em học sinh hiểu hơn về cuộc sống ở làng, nơi luôn ban tặng cho mọi người sự bình yên cùng nhiều kinh nghiệm sống quý giá. Thưa quý vị, thời gian gần đây, các bãi đổ xe du lịch ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa trở nên chật chội, thậm chí là quá tải sau khi lượng khách quốc tế, nhất là khách Trung Quốc, đến thành phố biển này tăng đột biến. Hiện nay, tháp Bà Ponaga Nha Trang đón 4.000 đến 5.000 lượt khách mỗi ngày, danh thắng Hòn Chồng đón 3.500 đến 4.000 lượt khách mỗi ngày. Vì thế, hai bến xe tạm thời ở tháp Bà Ponaga và Hòn Chồng thường xảy ra tình trạng quá tải. Tại điểm du lịch Chùa Long Sơn, do chưa có bãi đậu xe nên các xe chở khách loại 50 chỗ thường đậu đổ dưới lòng đường, gây ùn tắc giao thông. Trước tình hình này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã đồng ý chủ trương di dời cửa hàng xăng dầu số 4 đi vị trí khác để làm bãi đậu xe phục vụ cho khách tham quan Chùa Long Sơn. Ngoài ra, tỉnh cũng đồng ý bổ sung quy hoạch 8 bãi đậu xe trên địa bàn thành phố Nha Trang với diện tích hơn 16 hectare. Sở Giao thông Vận tải sẽ phối hợp với các ngành tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác xã hội hóa, kêu gọi đầu tư việc xây dựng các bãi đậu xe trước ngày 30 tháng 8. Thời gian này, các ngành địa phương tỉnh Khánh Hòa đang thực hiện đợt cao điểm kiểm tra tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Cái nhằm kiên quyết xử lý dứt điểm vấn nạn cát tặc trên sông này. Đến nay, lực lượng chức năng huyện Diên Khánh đã tịch thu 4 ghe và một phà hút cát trái phép, xử phạt 56 trường hợp vận chuyển cát trái phép với tổng số tiền 78 triệu đồng. Các địa phương của thành phố Nha Trang cũng đã phát hiện 10 ghe hút cát trái phép, xử phạt 4 trường hợp với số tiền 1,4 triệu đồng và tạm giữ 2 phương tiện vận chuyển cát trái phép. Thông tin từ công ty trách nhiệm hữu hạn BOT Thiên Tân Thành An cho biết, Bộ Giao thông Vận tải đã chính thức chấp thuận cho đơn vị triển khai việc giảm phí cho các phương tiện ô tô ở gần trạm thu phí tại km 1064 730 thuộc xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi, trong phạm vi bán kính 3 km tính từ trạm thu phí. Theo đó, mức giảm là 40% so với giá vé hiện tại đối với xe ô tô mua vé tháng và giảm 20% so với ô tô mua vé lượt. Cụ thể, có khoảng 1.300 ô tô nằm trong khu vực 7 xã và thị trấn gồm Nghĩa Phương, Nghĩa Thương, Nghĩa Mỹ, Nghĩa Hiệp, Nghĩa Trung, thị trấn La Hà và thị trấn Sông Vệ sẽ được giảm phí. Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản chấp thuận và sẽ chính thức triển khai giảm phí kể từ ngày 1 tháng 9 tới. Thưa quý vị, một nhà kho nằm sâu trong hẻm bất ngờ bốc cháy dữ dội, khiến hàng nghìn thực khách trong các quán ăn ở khu phố Tây Bùi Viện, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh nháo nhào bỏ chạy tán loạn. Khoảng 0 giờ ngày 13 tháng 8, nhiều người dân cạnh ngôi nhà nằm sâu trong hẻm số 84 đường Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 ngửi thấy mùi khét. Kèm theo đó, ngọn lửa bùng cháy dữ dội trong khu vực chứa kho hàng của ngôi nhà. Nhiều người dân đã dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành. Nghe tiếng hô hoán, nhiều thực khách đang ăn uống tại các quán ăn trên đường Bùi Viện bỏ chạy tán loạn. Nhận tin báo, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận 1 đã điều hơn 5 xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để triển khai công tác dập lửa. Đến gần 1 giờ 30 phút ngày 13 tháng 8, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, toàn bộ kho hàng của ngôi nhà này bị thiêu rụi hoàn toàn. Theo một số người dân cho hay, căn nhà trên chứa hàng hóa như vỏ chai bia và các vật dụng dễ cháy khác. Khi xảy ra sự việc, bên trong kho hình như không có người ở. Hiện nguyên nhân và thiệt hại vẫn đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ. Thưa quý vị, thông tin từ Thanh tra Sở Xây dựng Đà Nẵng cho biết, qua kiểm tra, đơn vị đã phát hiện thêm 2 công trình xây dựng hút nước từ tầng hầm đang thi công xả ra môi trường. Theo đó, qua kiểm tra trong 2 ngày 10 và 11 tháng 8, Thanh tra Sở Xây dựng Đà Nẵng phát hiện công trình xây dựng khách sạn ở phường Mân Thái, quận Sơn Trà và một công trình xây dựng khác ở phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn đã có hành vi hút nước từ hệ thống tầng hầm rồi lén xả ra hệ thống thoát nước công cộng. Theo Sở Xây dựng, việc xả thải lén lút này là một trong những nguyên nhân làm quá tải hệ thống thu gom nước thải ven biển, gây ô nhiễm môi trường biển thời gian qua. Thanh tra Sở đã lập biên bản yêu cầu chủ đầu tư 2 công trình đình chỉ hành vi xả thải ra hệ thống thoát nước công cộng khi chưa được phép. Trước đó, Sở Xây dựng cũng đã xử phạt một đơn vị khác là chủ đầu tư công trình khách sạn trong khu phức hợp đô thị thương mại dịch vụ Royal Ira một số tiền 6 triệu đồng vì đã có hành vi tương tự. Cũng tại Đà Nẵng, thưa quý vị, đợt mưa kéo dài những ngày giữa tháng 7 vừa qua đã khiến cho hơn 90% diện tích dưa hấu của người dân tại thôn Trường Định, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang bị ngập úng và hư hỏng nặng. Hàng chục hecta dưa hấu gần đến ngày cho thu hoạch xem như mất trắng. Nếu như những năm trước, vào vụ thu hoạch như thế này, gia đình bà Trần Thị Nở sẽ thu về khoảng hơn 12 tấn dưa hấu từ số diện tích trồng dưa của gia đình. Nhưng vụ dưa năm nay, gia đình bà thu hoạch chẳng đáng là bao. Mấy năm là cô lồm là đốm của cô là cô lồm là năm sáu cây một đá mà té nhỏ nhất là hai cây đến hai cây rưỡi mà giờ trừ cứ rì đây mà trừ cô đi lên cô gánh thì cũng so quá nhưng mà cô cũng phải rón móc về cái mà xuống họ mua thì lựa cái ấy ngon rồi bón còng cái nhỏ nhỏ về trái ngang. Đợt mưa lớn kéo dài từ giữa đến cuối tháng 7 vừa qua
khiến cho 19 hecta dưa hấu của người dân thôn Trường Định bị ngập úng và mất trắng. 5 hecta dưa còn lại bị ảnh hưởng nặng nề. Không chỉ mất mùa dưa hấu do ngập úng, đến khi thời tiết nắng ráo thì việc cứu những diện tích dưa còn lại cũng gặp không ít khó khăn bởi nguồn điện phục vụ tưới nước liên tục gặp sự cố. Dù người dân đã kiến nghị nhiều lần lên chính quyền cấp trên, nhưng có lẽ họ chỉ có thể trông chờ vào mùa dưa năm sau. Mô hình sản xuất dưa hấu theo hướng hữu cơ tại thôn Trường Định, xã Hòa Liên được nhân rộng và phát triển mạnh từ vài năm trở lại đây. Những mùa trước, do dưa hấu đảm bảo chất lượng nên được thương lái thu mua tận ruộng. Nhưng năm nay, người trồng dưa hấu tại đây xem như đã mất trắng vụ dưa hè thu này. Tiếp theo là thông tin về văn hóa du lịch. Thưa quý vị, lâu nay muốn tìm hiểu văn hóa của đồng bào Cơ Tu thì du khách phải đến các bản làng vùng cao biên giới của tỉnh Quảng Nam, nơi mà đồng bào Cơ Tu sinh sống tập trung. Thế nhưng chừng 3 tháng trở lại đây, du khách trong và ngoài nước đã được tận mắt chứng kiến những nét đẹp văn hóa truyền thống của tộc người Cơ Tu ngay tại phố cổ Hội An. Điều này không chỉ mang đến cho du khách sự thích thú, trải nghiệm về văn hóa dân tộc Cơ Tu, mà còn tạo nên một cảm giác mới lạ cho du lịch tại đô thị cổ Hội An này. Chừng 3 tháng trở lại đây, mỗi khi đến ngày rằm, phố Hội vốn lặng lẽ như thế trở nên sôi nổi, vui tươi hơn bằng những âm thanh rộn ràng của tiếng trống, tiếng chiêng, điệu múa tưng tung giá giá hay sự xuất hiện của các cô gái Cơ Tu và thổ cẩm trên phố xưa. Nhiều khách du lịch tỏ ra khá thích thú khi đứng trước gian hàng nông sản, thổ cẩm truyền thống của đồng bào Cơ Tu hay tự tay thử khung dệt vải và chọn mua cho mình tấm thổ cẩm đẹp nhất. Tôi rất thích những sản phẩm truyền thống được làm bằng thủ công của đồng bào vùng cao của các bạn. Đó là thứ văn hóa rất riêng của mỗi vùng miền. Văn hóa của như là của đồng bào từ trên núi xa xôi đem xuống đây để xuống giao lưu với anh em bạn bè, với khách khứa du lịch rất là hay và rất là đẹp. Cái này tôi thấy tôi rất vui mừng. Hoạt động mới mẻ này không chỉ quảng bá văn hóa người Cơ Tu và giới thiệu du lịch của huyện miền núi phía tây tỉnh Quảng Nam đến với du khách tại Hội An, mà còn tiếp tục bảo quản văn hóa truyền thống đặc trưng và quan trọng hơn là giúp họ có thêm nguồn thu nhập ổn định. Chuyển sang phần tin an ninh trật tự, an toàn giao thông. Thưa quý vị, chiều tối ngày 12 tháng 8, trên đoạn tỉnh lộ 623B thuộc thôn Mỹ Thạnh Bắc, xã Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm hai người phụ nữ thương vong. Xe khách mang biển số 76B00914 do Hải Ngọc Quang, 42 tuổi, ngụ huyện Sơn Hà điều khiển, theo hướng Tây Đông. Khi đến địa điểm trên thì va chạm với một xe máy biển số 76E138036 do Phạm Thị Si, 27 tuổi, trú xã Nghĩa Sơn, huyện Tư Nghĩa điều khiển. Phía sau chở Phạm Thị Đức, 36 tuổi, ở cùng thôn, điều khiển theo hướng Đông Tây. Hậu quả vụ tai nạn làm hai người phụ nữ đi trên xe máy bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng, chị Phạm Thị Đức tử vong ngay sau đó. Hiện vụ việc đang được công an huyện Tư Nghĩa điều tra làm rõ. Thưa quý vị, công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố và bắt giam đối tượng Lê Đình Đại, sinh năm 1994, trú tại tổ dân phố 7, phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột về hành vi hiếp dâm trẻ em. Theo điều tra ban đầu, khoảng 14h45 phút ngày 8 tháng 8 năm 2017, cháu T, sinh năm 2004, trú tại thành phố Buôn Ma Thuột, đang ngồi chơi trước phòng khách của nhà mình thì thấy Đại đang đứng thấp thỏm ở phía trước cổng. Thấy cửa cổng đã đóng nhưng Đại vẫn vào được bên trong nên cháu T bỏ chạy vào nhà thì Đại đuổi theo bắt được. Rồi hắn rút chiếc kéo y tế bằng inox để trong người ra khống chế, bắt cháu T im lặng và kéo cháu T vào phòng ngủ. Lúc này cháu T tiếp tục chống cự và la hét nên Đại dùng kéo đâm vào đùi phải của cháu T. Vì sợ bị giết nên cháu không dám kêu la và chống cự nữa. Sau khi thực hiện xong hành vi thú tính, tên Đại mặc lại đồ rồi bỏ đi. Nhận được tin trình báo, công an đã xác minh và ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Lê Đình Đại. Qua truy xét nhanh phát hiện Đại là đối tượng nghiện hút ma túy. Hiện vụ án đang được công an thành phố Buôn Ma Thuột tiếp tục điều tra xử lý. Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đã bắt giam một giám đốc doanh nghiệp để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Đối tượng bị bắt giữ là Trần Đình Nam Giao, sinh năm 1976 ở phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Giao là giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Thiên Phát, chuyên máy xúc, máy ủi, có trụ sở tại thành phố Buôn Ma Thuột. Theo đó, trong lúc Giao chạy xe ô tô đến một cây xăng trên đường Đinh Tiên Hoàng, phường Tân Thành để đổ xăng. Sau khi Giao thanh toán tiền và chờ lấy hóa đơn, Giao phát hiện có một chiếc iPhone 7 của kế toán cây xăng để trên bàn. Lòng tham trỗi dậy, Giao đã lấy trộm chiếc điện thoại rồi ra xe tẩu thoát. Qua trích xuất camera, cơ quan điều tra đã xác định tên Giao chính là đối tượng đã trộm cắp chiếc điện thoại. Thưa quý vị, Chi cục Thủy sản tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu trước đó theo quy định của pháp luật. Ngày 12 tháng 8 tại thành phố Cam Ranh, Chi cục Thủy sản tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức tiêu hủy 46 lồng cào sò trái phép đã bị phát hiện và thu giữ tại vịnh Cam Ranh, trạm thủy sản Cam Ranh Khánh Sơn Trường Sa vào tháng 6 và tháng 7 vừa qua. Các lồng cao sò này có hình trụ,
chiều dài từ 1m2 tới 2m. Khi được thả xuống, các lăng cào cắm sâu xuống đáy vịnh, cuốn theo tất cả những loại thủy sản có trong vịnh. Việc khai thác theo cách này làm suy giảm rất lớn nguồn lợi thủy sản. Không những thế, hoạt động khai thác còn gây ảnh hưởng lớn đến môi trường biển và đời sống của người dân địa phương. Được biết, từ năm 2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã có quy định cấm hành nghề cào sò tại các vịnh Nha Trang, Cam Ranh, Vân Phong và các đầm Nha Phu, Thủy Triều. Mười năm trở lại đây, mức tiêu thụ rượu bia và thức uống có cồn tại Việt Nam liên tục tăng, đứng vị trí thứ hai Đông Nam Á về mức tiêu thụ thức uống có cồn. Việc tiêu thụ lượng lớn thức uống có cồn như vậy đã gây ra không ít hệ lụy trong xã hội. Về những hệ lụy này là gì? Mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu trong tiểu mục vấn đề hôm nay ngay sau đây. Năm 2016, Việt Nam tiêu thụ 3,9 tỷ lít bia, tính trung bình một người Việt uống 42 lít, tăng 4 lít so với năm 2015. Trong đó có đến 77% nam giới thường xuyên uống rượu, bia, vượt qua mức 48% trung bình trên toàn thế giới. Tôi thường sử dụng rượu bia vào những dịp như sinh nhật hoặc là những chuyện của bạn bè, có những dịp mà liên hoan, các kiểu là công việc, trong gia đình. Nói chung ép thì rất là khó để mình xử lý những cái tình huống như thế. Có thể là do như những trường hợp là mình nể hay là như thế nào rồi mình không giữ được bình tĩnh hay là cái bản lĩnh của mình. Theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, 40% số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Việt Nam có nguyên nhân xuất phát từ việc người điều khiển phương tiện sử dụng nồng độ cồn quá mức cho phép, và con số này đang có xu hướng gia tăng. Rượu bia còn là nguyên nhân dẫn đến hàng loạt các bệnh lý rối loạn chuyển hóa của cơ thể, rối loạn nhận thức. Nó không gây nguy hiểm trực tiếp hàng ngày như ma túy hoặc là một số vấn đề khác, nhưng mà nó là dần dần tích lũy dần dần, và đến một lúc nào đó thì nó làm cho ta suy sụp kể cả về mặt sức khỏe, kể cả về kinh tế và gia đình. Việc lạm dụng rượu bia sẽ còn gây ra nhiều hệ lụy khác trong xã hội, và nỗ lực của cơ quan chức năng sẽ chỉ là đá ném ao bèo nếu bản thân mỗi người không tự làm chủ được trước sức hấp dẫn của rượu bia. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Lợi bất cập hại khi tự ý phun thuốc diệt muỗi tại da. Bình Phước mới lạ mô hình tổ liên kết trồng tiêu nuôi dê. Đồng Nai nghi can dùng súng bắn chết nữ sinh.